mang phong cách thiết kế hiện đại của Singapore, căn hộ The Hamona được bố trí hài hòa thoáng đãng. Hamona tọa lạc tại số 33 Trương Công Định, quận Tân Bình, gồm 3.000 m2 thương mại dịch vụ và 3 block căn hộ cao 19 tầng. Với mật độ xây dựng chỉ 43%, là một trong ít những dự án chú trọng tới môi trường, không gian sinh hoạt chung và tiện ích thương mại dịch vụ tại chỗ, có hồ bơi, công viên xanh, khu sinh hoạt cộng đồng thương mại tách rời. The Hamona, nét hài hòa của cuộc sống. Thanh niên Corporation, xây ước mơ, dựng hạnh phúc. Xin thông báo bây giờ là 19 giờ.